chào quý khán giả đang theo dõi chương trình online cùng DNRTV cập nhật những tin tức nóng hấp dẫn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống của người dân trong tỉnh và cả nước. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 19 tháng 12 2023 sẽ gồm có các nội dung chính sau đây. Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử vợ chồng chủ doanh nghiệp và đồng phạm chiếm đoạt hơn 320 tỷ đồng. Hơn 2,1 tỷ đồng chăm lo Tết Giáp Thìn cho người nghèo ở Đồng Nai. Lợi ích mang lại từ hai nhóm thủ tục hành chính liên thông. Mở đầu là các tin tức an ninh trật tự. Thưa quý vị, hôm nay Tòa Nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục xét xử vụ án liên quan đến vợ chồng chủ công ty cổ phần Sài Gòn Cây Cảnh, thành phố Hồ Chí Minh lập dự án lừa đảo hơn 400 người dân để chiếm đoạt hơn 320 tỷ đồng ra xét xử. Gồm các bị cáo Nguyễn Văn Tình, 61 tuổi và vợ là Nguyễn Thị Chí Sương, Đinh Quốc Lực, Võ Hoàng Yến và Đặng Trọng Nhân cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Theo cáo trạng, năm 2009, dự án khu dân cư Tam Phước, thành phố Biên Hòa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt chấp thuận địa điểm cho công ty Sài Gòn Cây Cảnh lập thủ tục đầu tư dự án với diện tích 157 hectare. Dù dự án này chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng, công ty Sài Gòn Cây Cảnh do Nguyễn Văn Tình làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đền bù giải phóng mặt bằng trên diện tích đất dự án được giới thiệu, chưa có đủ điều kiện pháp lý theo quy định để phân lô bán nền và không được phép huy động vốn. Nhưng vợ chồng ông Tình cùng các đồng phạm đã dùng hồ sơ thủ tục pháp lý dự án đã có để ký hợp đồng vay tiền đặt cọc, ký hợp đồng mua đất nền dự án rồi chiếm đoạt của hơn 400 bị hại với số tiền hơn 320 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án năm 2014 và năm 2019, vợ chồng ông Tình đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử, nhưng cả hai bản án đều bị Tòa án Nhân dân cấp phúc thẩm hủy và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã gộp hai bản án cũ lại thành một vụ án, truy tố vợ chồng ông Tình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dự kiến phiên tòa xét xử đến hết ngày mai. Công an huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ 5 đối tượng mua bán, chứa chấp và sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà ở xã Xuân Tâm. Trước đó, tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà của Võ Minh Tuấn, 31 tuổi, lực lượng công an phát hiện bắt quả tang 4 đối tượng gồm Tuấn, Hồ Minh Sự, 24 tuổi, Đoàn Văn Tùng, 31 tuổi và Nguyễn Thị Vĩnh Yên, 30 tuổi, đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ Hoàng Thanh Sang, 27 tuổi, là người đã bán số ma túy trên cho Tuấn. Qua xét nghiệm nhanh, cả 5 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Kiểm tra phòng ngủ của Tuấn và nhà của Sang, lực lượng chức năng thu giữ 11 gói ni lông, bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Trong năm 2023, thành phố Biên Hòa đã triển khai rà soát, thống kê các khu đất công, đất mặt nước cần cải tạo chỉnh trang, trồng cây xanh đô thị trên địa bàn. Theo đó, diện tích cây xanh đô thị toàn thành phố hiện đạt 10,03 m2 một người. Tỷ lệ hộ dùng nước sạch, hợp vệ sinh theo chuẩn QC02 là 92%. Công tác xây dựng các văn phòng khu phố, ấp tiếp tục được đẩy nhanh thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 11 trên 200 khu phố chưa có văn phòng làm việc. Riêng lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, trong năm 2023, thành phố Biên Hòa đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 trường hợp, trong đó có một trường hợp ban hành quyết định khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm xây dựng không phép, xây dựng sai so với giấy phép xây dựng được cấp. Tổng số tiền phạt là 236 triệu đồng. Chương trình tiếp tục với các tin tức khác trong tỉnh Đồng Nai. Chiều qua, Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh Đồng Nai đã tổ chức cuộc họp nhằm thống nhất ý kiến thực hiện các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo năm 2024. Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Ban vận động sẽ thực hiện trao tặng 2.200 phần quà để chăm lo cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động khó khăn, vân vân. Mỗi phần quà trị giá ít nhất là 500.000 đồng. Bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm với tổng trị giá khoảng 2,1 tỷ đồng. Dự kiến trong tháng 1 năm 2024, 11 huyện thành phố trên địa bàn Đồng Nai sẽ đồng loạt triển khai các hoạt động chăm lo Tết. Danh sách các đối tượng sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội cơ sở đề xuất lựa chọn. Trong năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Nai đã phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh vận động được 1 tỷ đồng vào quỹ đồng hành với thanh niên tỉnh Đồng Nai nhằm hỗ trợ cán bộ đoàn, đoàn viên, hội viên thanh niên trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế.
Theo đó đã trao vốn cho đoàn viên thanh niên với số tiền 50 triệu đồng cho một dự án trồng sầu riêng của thanh niên Bùi Ngọc Tuấn, xã Tà Lai, huyện Tân Phú. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, duy trì trên 200 tổ tiết kiệm vay vốn do đoàn thanh niên quản lý với tổng số tiền dư nợ hơn 447 triệu 300 ngàn đồng cho khoảng 11.400 hộ vay vốn. Phối hợp tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên hoàn lương vay vốn. Trong năm đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho hơn 500 đoàn viên, hội viên thanh niên, bà con nông dân trên địa bàn huyện Tân Phú và huyện Định Quán. Thưa quý vị, trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp thiếu đơn hàng và người lao động giảm việc làm, thì hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động càng được các cấp công đoàn đặc biệt chú trọng. Và với chủ đề Tết Xuân Vầy, Xuân Chia Sẻ, dịp Tết Giáp Thìn 2024 này, các cấp công đoàn Đồng Nai sẽ tổ chức các hoạt động họp mặt, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo kế hoạch chăm lo Tết của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, năm nay hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động sẽ được thực hiện đồng bộ ở tất cả các cấp, từ tỉnh đến cơ sở. Đây là hoạt động thường niên của tổ chức công đoàn, thiết thực hướng đến đoàn viên, người lao động khó khăn. Đặc biệt năm nay, việc hỗ trợ những phần quà bằng tiền mặt sẽ giúp người lao động chủ động hơn trong mua sắm Tết. Để chăm lo Tết chu đáo cho người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh đề xuất tỉnh hỗ trợ 30 tỷ đồng để tặng 30.000 phần quà cho lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. Năm nay thì Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã chủ động từ rất sớm về cái việc mà có văn bản đề nghị tỉnh quan tâm, tức là sẽ hỗ trợ một cái phần kinh phí để tổ chức công đoàn cùng với lại cái nguồn lực tại chỗ và nguồn lực từ phía tổng liên đoàn sẽ chăm lo cho người lao động được nhiều hơn. Với chủ đề Tết Xuân Vầy, Xuân Chia Sẻ, các cấp công đoàn sẽ tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm và đoàn viên nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết. Đặc biệt, năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh dự kiến sẽ hỗ trợ khoảng 2.000 vé xe cho những đoàn viên, người lao động nhiều năm không có điều kiện về quê đón Tết thông qua chương trình Tấm Vé Nghĩa Tình. Có cái nhu cầu của người lao động rất là muốn về quê sau nhiều năm mà họ chưa được về quê đón Tết. Thì đây là một cái kế hoạch cũng đã được định hướng. Nhưng mà để mà có cái hoạt động thực sự là đáp ứng được cái nhu cầu của người lao động thì tổ chức công đoàn cũng đã có chỉ đạo rất là sát đối với lại nội dung này. Hiện Liên đoàn Lao động tỉnh đang cập nhật danh sách lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm không về quê đón Tết từ cơ sở để tổ chức các hoạt động chăm lo phù hợp, kịp thời, thiết thực với phương châm đảm bảo mọi lao động đều có Tết. Trong những năm qua, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm đến việc thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là việc đưa các chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Từ đó cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã cùng vào cuộc, phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội triển khai đồng bộ giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Năm 2024, Bảo hiểm xã hội Đồng Nai được Ủy ban nhân dân tỉnh giao 3 chỉ tiêu, đó là phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94%, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 53% và tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 49%. Do đó toàn ngành quyết tâm nỗ lực ngay từ đầu năm để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tới đây, Sở Công Thương Đồng Nai sẽ làm việc với Ủy ban nhân dân một số huyện, thành phố trong tỉnh, các trung tâm thương mại, siêu thị, các đơn vị sản xuất kinh doanh các mặt hàng phục vụ Tết, các đơn vị tham gia chương trình bình ổn giá, các điểm bán hàng lưu động, một số chợ hạng 1, hạng 2 tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh về công tác chuẩn bị hàng hóa bình ổn giá, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, các đoàn công tác của sở sẽ thực hiện rà soát đánh giá lượng hàng dự trữ phục vụ Tết Nguyên đán 2024 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dự ước sức mua, xu hướng giá cả một số mặt hàng thiết yếu dịp Tết Nguyên đán 2024, kiểm tra hoạt động mở các điểm phân phối mới phục vụ Tết, gian hàng bình ổn giá phục vụ người tiêu dùng dịp Tết.
Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai dự ước đến cuối năm nay dư nợ cho vay đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu của các tổ chức tín dụng trong tỉnh đạt hơn 46,8 ngàn tỷ đồng, tăng gần 14% so với cuối năm ngoái và chiếm tỷ trọng 12,7% tổng dư nợ. Riêng dư nợ cho vay xuất khẩu ước đạt hơn 24 ngàn tỷ đồng, tăng gần 0,8% so với cuối năm ngoái. Hoạt động cho vay đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu là một trong những lĩnh vực được ngành ngân hàng ưu tiên về nguồn vốn. Năm nay tình hình đơn hàng sụt giảm nên tổng kim ngạch xuất khẩu của Đồng Nai trong 11 tháng của năm 2023 chỉ đạt gần 34,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Mỗi công dân Việt Nam khi chào đời theo quy định đều cần có 3 loại giấy tờ thiết yếu, gồm giấy khai sinh, giấy đăng ký nơi ở cố định, thường trú và thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Tương tự, khi một cá nhân mất đi sẽ có 3 thủ tục đi kèm, gồm giấy khai tử, xóa đăng ký thường trú và quyết định hưởng chế độ mai táng phí. Và nếu như trước đây người dân sẽ phải đến từng cơ quan, Ủy ban nhân dân phường, công an phường và bảo hiểm xã hội để cách làm thủ tục, thì nay hai nhóm thủ tục hành chính nêu trên, người dân chỉ cần khai báo dữ liệu một lần duy nhất về thủ tục đăng ký khai sinh hoặc khai tử trên cổng dịch vụ công trực tuyến, rất tiện lợi. Tại thành phố Long Khánh, từ tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân phường Bầu Sen đã triển khai thống nhất đồng bộ hai nhóm thủ tục hành chính liên thông thuộc đề án 06. Đến nay, việc thực hiện hai nhóm thủ tục liên thông đã bắt đầu đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Người dân chỉ cần khai báo dữ liệu một lần duy nhất về thủ tục đăng ký khai sinh hoặc khai tử trên cổng dịch vụ công trực tuyến đã có thể giải quyết được 3 thủ tục hành chính. Có làm cái thủ tục khai tử cho bố, thấy các công chức ở đây làm việc rất là nhiệt tình, làm thời gian giải quyết chừng 15 phút làm thủ tục rồi hướng dẫn tận tình lắm. Nói chung là nhiệt tình, rất là dễ thương. Nói chung trong 15 phút là có kết quả. Là hôm nay là tôi đến làm thủ tục nhập khai sinh cho cháu nội. Thì qua đến bộ phận một cửa làm thủ tục, thì bộ phận một cửa thì có hướng dẫn thủ tục rất kỹ càng. Thì làm nói chung là cũng thời gian cũng mau lẹ so với thời gian trước. Thời gian trước đây thì còn thủ tục còn bất cập, những giấy tờ rườm rà hơn. Còn hôm nay thì đi làm lại, làm giấy khai sinh cho cháu thì nó đảm bảo nhanh gọn, trong thời gian 15 phút là đã được đầy đủ thông tin. Để cho người dân nắm rõ, Ủy ban nhân dân phường thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, phát tờ rơi hướng dẫn thực hiện dịch vụ công đến từng hộ gia đình, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tổ an ninh nhân dân, sinh hoạt chi tổ hội, vận động đoàn viên, hội viên đi đầu trong việc thực hiện cũng như hướng dẫn người thân, gia đình thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử nói chung và hai nhóm thủ tục liên thông theo đề án 06 nói riêng. Trên cơ sở thấy rõ những lợi ích đó thì người dân sẽ tích cực tham gia thực hiện. Để tiếp tục triển khai chỉ đạo cho bộ phận một cửa nâng cao cái trách nhiệm trong thực thi công vụ, tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống cổng dịch vụ công để xử lý kịp thời hồ sơ cho người dân. Có thể thấy việc triển khai liên thông hai nhóm dịch vụ công thiết yếu đã tiết giảm 2/3 thời gian, công sức, chi phí đi lại của người dân và nâng hiệu suất xử lý hồ sơ của các cơ quan chức năng so với trước đây. Thông tin trên cũng đã khép lại chương trình online cùng DNRTV chiều nay. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, quý khán giả có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinhocdongnai@gmail.com. Cảm ơn quý vị khán giả quan tâm theo dõi chương trình trưa nay. Xin chào và hẹn gặp lại.